Chào cả nhà, mình là Khánh Toàn đây. Ok, hôm nay theo chân mình đi ăn nhà hàng Ngân Đình sinh nhật mẹ ngày ngày giáo Việt Nam tại sớm. Ok. Đây là nhà hàng Ngân Đình. Bàn của chị Thương đâu ta? Dạ có rồi, bàn của chị Thương. Ủa vậy em đã gì xương chưa lên hết hả? À, để chị làm. Bà nội đang tự tay inbox. Thầy em sao? Có được rồi. Ủa cái đó là kem luôn hả? Kem luôn á. Đẹp quá, đẹp quá. Rồi cười cái nội ơi. Anh con quay video. Chụp cái kia đi. Rồi bỏ xuống bạn luôn tụi em. Rồi. Cái đó là cái lớp kem luôn á, bị đỏ đỏ. Quay lại thì để vậy nè, đúng không? Đó, đúng cái rồi, chị cái chén này, cái chén thôi đừng cao quá hả? Thôi thôi vậy lấy hai cái chén này. không một cái này thôi chị làm quen đó. Rồi được rồi, cảm ơn em. Đẹp đây là đồ ăn ở nhà hàng Ngân Đình, đẹp quá. Ở đây có wifi luôn á. Sắp ơi. Cơm chiên với hủ tiếu xào. Sắp Trung Quốc. Ở đây mẹ lấy con ăn gì mẹ lấy cho con nha. Rồi, hấp dẫn quá. Nhìn đằng sau nha. Dùm. Nè, xương với chiếc nè. Xương với chiếc nè. Để xương bên nhà này xong. Cười tươi lên coi, bác bảo giống như là mướt sủi gạo vậy. Rồi, cười nha. Sóc ơi. Hello. Ơi. Đây là con tôm sú hoàng kim. Cái vỏ ngoài là sốt trứng muối. Cắn cái đầu rồi mới review, chịu nổi. Đẹp quá. Mình mới ăn ngay cái sụn giòn giòn luôn. Sắp này có ăn hủ tiếu không? Ngon quá, sắp hết rồi. Nói về phong thủy á, sắp hết rồi. Ủa mặt đó là nhà của chị. Quá rồi. Đã. Chắc đây. Em hỏi sao vậy em? Sản phẩm sau khi ra sự. Nó tốt cho bố nó. Ăn xong rồi lên nhà tặng cho